Bạn ơi, giờ mình sẽ đổ tim heo vô bạn. Hôm nay mình sẽ làm món tim heo xào chua ngọt nha các bạn. Bây giờ mình đổ ớt chuông dưa leo vô luôn các bạn. Chén nước sốt này vô luôn các bạn. Mình nãy giờ mình cũng đã xào xong rồi các bạn. Nó giờ mình thấy khá là đẹp bạn. Rất là đẹp luôn bạn. Giờ mình sẽ rải lên miếng tiêu nó cho thơm bạn. Rồi nha. Bữa nay mình tiếp tục làm món ăn nữa các bạn. Bữa nay mình sẽ làm món ăn với một cái trái tim con heo nè các bạn. Đây, một trái tim con heo mình đã sơ chế cũng khá là sạch sẽ các bạn. Tim heo thì nói chung nó cũng dễ mà xử lý mùi các bạn. Mình có thể dùng bột với mà muối là mình chà được các bạn. Nhưng mà có một cái quan trọng là mình phải gạch mấy cái chỗ này các bạn, mấy cái phan phía trong nè. Khi nó ưa có nó dính mấy cái cục má bầm ở trong này nữa các bạn đó. Nên mình đây là mấy cái kẻ này nè, nên các bạn phải gọc nó ra như vậy rồi mình sẽ nặn nó ra các bạn thì nó sẽ sạch sẽ luôn các bạn. Với cái thứ hai mình muốn cho nó giòn á thì mấy cái dưới chỗ này các bạn nó có cái lớp mỡ á, mình cứ lóc bỏ nó đi để khi mình xào hay mình nấu cháo hay mình nướng thì nó ăn sẽ rất giòn. Còn khi có lớp mỡ này dai dai nó sẽ không giòn. Còn các bạn cũng có, như các bạn muốn kỹ nữa như sợ mua tim heo đông lạnh, tim heo cũ thì các bạn cứ trụng nước như clip hôm qua mình làm bạn. Mình bỏ vô một miếng rượu với miếng gừng, mình trụng nó qua một cái rồi mình ngâm nước đá nó lại bạn thì nó sẽ rất là giòn và nó sẽ xử lý sạch tuyệt đối luôn. Nhưng mà tim heo này là tim heo tươi mình mới mua nên mình chỉ là chà bột với muối là mình xả là được bạn, rất sạch. Bây giờ mình sẽ đi sắt nó mỏng mỏng ra bạn. Bạn sắt càng mỏng càng tốt bạn. Nó sắc mỏng vậy các bạn. Sắc cũng mỏng ra như vậy được bạn. Cái này mình sắc dày cũng được mà mình sắc mỏng thì nó sẽ ăn nó giòn ngon hơn bạn. Cắt như vậy các bạn, sắt cho nó cũng mỏng xui xui theo gì đó. Đó bạn, rồi vậy là xong bạn. Giờ mình ướp cái tim heo nãy mình sắt nha các bạn. Bỏ vô một muỗng hạt nêm và một muỗng cà phê đường các bạn. Rồi mình trộn nó lên để vài phút cho nó thấm gia vị rồi bắt đầu mình sẽ đi làm món với cái tim heo này nha các bạn. Mình có chuẩn bị thêm mớ ớt chua các bạn, ớt vàng, ớt đỏ với cà chua, dưa leo với hành tây và hành lá các bạn. Đó, mình cũng đã sơ chế sạch sẽ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi sắt nó ra nha các bạn. Bây giờ mình quậy một chén nước sốt các bạn. Mình bỏ vô đây là một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê đường, tổng là một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng cà phê giấm ăn, giấm tây cũng được bạn. Rồi một muỗng cà phê nước tương, mình có dầu hào thì mình bỏ dầu hào, có dầu hào bỏ nước tương vẫn được các bạn. Rồi một muỗng cà phê tiêu, thêm một muỗng tương ớt nữa các bạn, muỗng cà phê tương ớt. Rồi giờ mình sẽ quậy nó lên các bạn, quậy cho nó đều các bạn. Đây là chén nước sốt của các bạn. Giờ mình đổ tỏi vô anh phi các bạn. Bữa nay mình làm đồ sống nên mình xài tỏi các bạn. Còn bình thường mình làm đồ chín thì mình mới xài hành tím bằng. Tỏi thì nó khử được cái mùi tanh luôn các bạn.
Giờ nó vừa là được bạn ơi. Giờ mình sẽ đổ tim heo vô bạn. Hôm nay mình sẽ làm món tim heo xào chua ngọt nha các bạn. Giờ mình bỏ ớt chuông với dưa leo vô luôn các bạn. Còn cà thì hồi mình mới bỏ vô sau các bạn. Còn các bạn thích ăn gục á, thì mình bỏ nó vô luôn là cũng được các bạn. Giờ mình đổ chén nước sốt vô luôn nha các bạn. Nước sốt đổ vô rồi. Giờ mình sẽ xào lên bạn. Các bạn nhớ xào cho đều cho nó thấm đều hết rồi mình ăn nó sẽ ngon hơn bạn. Xong nó thấm về rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đổ cái phần cà này bạn với hành tây vô, đổ vô mình xào qua xào lại một cái nữa là xong bạn. Do cà với hành tây này nó mà chín nên mình xào vậy là vừa ăn nó còn giòn bạn. Còn các bạn nào mà thích ăn gục á, cà mà ăn gục thì mình bỏ vô lúc đầu luôn bạn. Mình nãy giờ mình cũng đã xào xong rồi các bạn, nó giờ mình thấy khá là đẹp bạn, rất là đẹp luôn bạn. Giờ mình sẽ rải lên miếng tiêu nó cho thơm bạn. Rồi giờ dọn cơm ăn thôi bạn ơi, mời bạn cơm mình luôn nha. Đây các bạn, tim heo xào chua ngọt của mình xào nãy giờ cũng đã xong bạn, khá là đơn giản bạn. Bây giờ mình làm món ăn với heo không bạn, chấm nước tương nè, khá dễ làm bạn. Đây mời bạn ăn với mình miếng nha, chấm thử miếng bạn. Khá vừa ăn bạn, giòn sực sực luôn. Ngon bạn. Chua chua ngọt ngọt bạn. Và cái nồi trắng ra là mình khi mình làm nó sẽ rất giòn mà. Mình nấu cháo nó cũng được, mình nướng nó cũng được, hay mình chiên, nói chung mình làm cái gì nó cũng sẽ rất giòn. Tim heo mới á, thì mình chỉ cần mình mổ ra cho mấy cái lỗ lỗ bạn, bạn nhớ gọc cho kỹ đi, khi ba cái huyết nó còn tụ tụ trong lỗ đó nó sẽ bị tanh.
Còn heo hơi thì mình sợ mà tiêm heo cũ thì các bạn trụng nước sâu như cách mình làm vậy đó bạn, nó là nó sẽ sạch tuyệt đối luôn bạn. Nhưng mà tiêm heo tư thì mình ướp mình xào nó sẽ ngon hơn, còn khi mình trụng lại thì nó sẽ không ngon nha bạn. Bởi vì mình mua mình nên hạn chế lựa mấy tiêm cũ, mình mua mấy cái tiêm mới nó còn màu đỏ đẹp các bạn, nó sẽ rất ngon. Cắt thử mùa tanh đó thì nó cũng khá dễ bạn. Mình sao cái này mình ớt chua các bạn, mình ăn nó cũng tốt vào cơ thể. Cà chua mình chỉ xài có một trái dưa leo thôi các bạn. Khi cà chua mà mình muốn ăn sống đó, thì mình nghiền cuối mình ha bỏ vô bạn, mình xào cũng xong á, mình bỏ nó vô nó sẽ giòn. Còn mà các bạn mà muốn ăn gục thì mình bỏ vô lượt với ớt chuông với dưa leo luôn nè. Cách làm cũng khá đơn giản các bạn. Ngon bạn. Cái này mình có thể lên rau cần nha bạn, rau cần tây vô mình xào nó thơm thơm. Nhưng mà mình cái mùa cần tây mình không thích ăn không bạn, nó chỉ nấu lẩu, mình phá nấu lẩu mình nhúng vô giòn giòn à. Còn xào thì nó hay hôi mùi thuốc bắc các bạn, nên mình không có bỏ vô. Nhưng mà thường thường mình xào mấy cái này mình bỏ nó vô ăn cũng khá là ngon bạn, khá là thơm. Hết bạn ơi, nó uống cà phê mà hôm qua thì cà phê giảm như trà đá, bữa nay thì mới cà phê, nhưng mà cà phê thì cũng giờ bạn. Tại giấc này giấc chua bạn, mình cũng không uống nữa, có giấc sáng hoặc giấc chiều mình uống nữa bạn. Thôi mời bạn thêm miếng nè, ngon quá bạn. Cái video mà làm tim heo mà xào chua ngọt của mình đến đây thì nó cũng kết thúc các bạn. Bạn xem video của mình thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nghe bạn, để cho mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới gửi đến cho bạn. Còn chào bạn nha.